yêu nhau cho đớn đắng hằn sâu trong thịt da. Có những vết thương còn để lại đời ta, dày vò theo tháng ngày, ôm ấp cuộc tình. Cuộc tình buồn vì ngày đó người đi. Ôi bao năm tháng yêu gần bên nhau rồi xa. Có những lúc em ngồi một mình đợi anh, đợi người đi trắng về, quên mất câu thề. Bỏ lại đây tình ta còn đang gió sáng. Giữa bóng tối em ngồi đây buồn khói thuốc, giữa những nỗi đau còn đang kêu than trong hồn em cho đời xót xa. Vì nụ hôn còn thiết thời gian gõ nhịp vắng anh giờ thầm chết trong em. Em xin giới thiệu, đây là siêu phẩm đến từ thương hiệu Sony. Nếu nói là Sony D3000 MD7000 là cái dòng đời sau, thì đây là dòng đời phiên bản đầu tiên của hãng Sony nhằm kỷ niệm 30 năm thành lập Sony Music, được sản xuất vào năm 1989. Đây là phiên bản đời đầu tiên nhất với hồi gỗ lạng bọc luôn phía sau của cái máy nghe nhạc này. Model là Sony D2010. Bây giờ em sẽ quay ngoại hình xung quanh cho các bác tham khảo. Cái mặt nắp phía trên toàn bộ đều bằng kim loại, bằng nhôm nha. Xung quanh là hồi gỗ lạng bọc luôn phía sau của máy nghe nhạc này. Phiên bản D3000 và Sony MD7000 thì hai hồi gỗ lạng nó chỉ ốp hai bên hông thôi. Thì cái mẫu 2010 này nó sẽ bọc luôn phía sau như vậy. Nhìn nó cổ kính hơn hẳn, nó cổ điển hơn rất là nhiều, đáp ứng tiêu chí sưu tầm và trưng bày cho các bác. Bây giờ mình cùng xem thông số trên máy này. Sony D2010, hàng nội địa Nhật, Made in Japan, sử dụng nguồn điện 100V, công suất âm ly là 46W. Hồi gỗ lạng dân sơn mài, em quay gần cho các bác xem nha. Đây là dân sơn mài làm bằng thủ công, nên mỗi cái hồi gỗ như vậy là một cái hoa dân của cái gỗ và được phủ bóng lên, nên mỗi cái hồi gỗ như vậy là độc nhất. Tức là không có cái văn gỗ nào giống như cái văn gỗ nào. Nếu mà nó làm công nghiệp thì nó sẽ đồng loạt, nó sẽ giống hệt nhau. Nên các bác mua những cái máy này về, ngoài nghe nhạc hay thì giá trị sưu tầm rất là lớn. Chỉ với 2 triệu ngoài thôi, các bác đã sở hữu được một cái máy nghe nhạc đến từ hãng Sony. Máy này lỗi chức năng CD nên em đã gắn thêm Bluetooth phía trong của máy này, và em đã chuyển điện từ 100V lên 220V, rất là tiện lợi cho các bác. Về chỉ việc cắm vào điện 220 là nghe nhạc ok. Các bác hoàn toàn yên tâm, chuyển điện phía trong âm ly không ảnh hưởng đến tính nguyên bản, nguyên zin, cũng như là không ảnh hưởng đến chất lượng âm thanh của máy này, nên các bác hoàn toàn yên tâm mà sử dụng. Còn Bluetooth gắn phía trong máy nghe nhạc nó sẽ bắt sóng xa hơn, chống nhiễu tốt hơn và chất lượng âm thanh nghe hay hơn so với Bluetooth gắn phía ngoài rất là nhiều. Những gì mà tốt nhất em đã gắn thêm và tích hợp vào cái máy này để cho các bác tiện lợi hơn để mình trưng bày, sưu tầm và nghe nhạc. Được sản xuất vào năm 1989, tính ra tuổi thọ của máy này cũng đã lên 30 mấy năm, mà ngoại hình của máy còn đẹp như vậy thì rất đáng để cho các bác sưu tầm. Giá bán của máy này là 2.800.000. Em đã chuyển điện lên 220V, gắn thêm Bluetooth. Các bác có thể cọc trước giúp em 500.000, nhận hàng thanh toán số tiền còn lại và phí ship cho bưu điện. Nếu chuyển đủ luôn 2.800.000, bên em sẽ bao luôn phí ship tận nơi. Khi các bác nhận hàng, không cần thanh toán thêm bất kỳ chi phí gì nữa. Chất lượng âm thanh rất là hay. Đây là siêu phẩm nhằm kỷ niệm 30 năm thành lập Sony Music,
nên những linh kiện gì tốt nhất đã được Sony tích hợp vào máy nghe nhạc này do chính tay nhà thiết kế người Ý Cesaro design, nên máy này mang hướng cổ điển của châu Âu hơn là châu Á. Phía ngoài của nó bằng nhôm màu xám titan rất là đẹp và sang trọng. Nội thất phía trong, tức là bộ đồ lồng, cái ruột của cái máy này toàn bộ là gỗ lạng nên trọng lượng của máy rất là nặng. Xung quanh của nó được ốp hồi gỗ lạng văn sơn mài, mà cái văn này nó có mang hướng cổ điển châu Âu, đáp ứng tiêu chí trưng bày độc lạ và đẹp cho các bác. Và đây là những phiên bản kỷ niệm 30 năm thành lập của Sony Music, nên sẽ có số lượng giới hạn trên toàn thế giới, nên các bác sở hữu những cái máy này giống như là mình sở hữu một món đồ cổ có giá trị theo năm tháng. 2.800.000 sở hữu được một cái máy nghe nhạc rất là hay, chất lượng và có giá trị sưu tầm rất là cao. Chiều ngang là 50cm, hậu sâu 22cm và chiều cao là 20cm. Các bác cần xem hình ảnh chi tiết, cần mua hàng, vui lòng liên hệ 0931008099. Địa chỉ bên cửa hàng em là thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Em ship hàng toàn quốc, chỉ cần các bác cho địa chỉ là bưu điện sẽ mang hàng tặng nhà cho mình. Thiết kế của máy này gồm có 2 lo toàn giải, mỗi lo như vậy bass là 8cm và đặc biệt hỗ trợ thêm một cái súp bass lên tới 12cm, volume chỉnh súp phía sau lên tới 10 mức. Do cái máy này tiếng chép đã rất là hay rồi, nên hãng Sony sẽ không hỗ trợ thêm cái tiếng chép nữa, mà sẽ tăng cường thêm một cái súp bass lên tới 12cm, làm tăng thêm cái dãy âm trầm cho mình nghe được đa thể loại nhạc, nhạc vàng, nhạc trẻ, nhạc đen, remix, tất cả đều hay. Và tiếp theo em sẽ test thêm một đoạn nhạc vàng qua tiếng hát ca sĩ Như Quỳnh cho các bác tham khảo. Người ơi, nếu thương rồi chớ để nhạt màu son trên đôi môi. Tôi kể rằng đêm nào hương thơm rơi trên áo ai kết nên chuyện chuyên gia thì anh còn lưu ý các bác tài chúng ta những điều gì nữa, nhất là các bác tài nữ để có thể làm chủ chiếc xe của mình ạ. Lưu ý tới những cái chi tiết như thế nào để mà an toàn nhất có thể ạ. Vui lòng liên hệ 0931008099 giúp em.